loa Sun Sui 2005 phải gọi là siêu đẹp để phục vụ cho các bác. Bát 30, 2 trung 10, 14 và 2 tép nôm, 2 lỗ tâm hơi. Dòng này tiếng rất là hay. Một cặp Chiêu 202. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 28 tháng 2 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục phục vụ các bác bằng hai cặp loa bãi Nhật mới về. Một cặp loa Chiyo LS202, đây là những dòng loa JBL của Nhật. Đấy, những dòng này thì được đánh giá rất là cao, cũng như ở cái phân khúc tầm tiền nó lại rất là bình dân. Các bác đã chơi những cặp loa này nghe nhạc vàng Bero thì cực kỳ là đẳng cấp. Chiyo LS202 các bác nhé. Bát 20 năm xương của nó là xương thép, gân xếp tầm dầu. Một cặp Sun Sui cổ, dòng này là dòng Sun Sui SP2005. Những cái dòng 2002, 2005 này là những cái dòng loa cổ của hãng Sun Sui. Cái phân khúc tầm tiền bình dân mà lại rất dễ phối ghép với những dòng âm ly cổ, âm ly đài. Đấy, thì các bác là đang cần những cặp loa vừa trưng bày, nghe hay, bài đẹp mà mang đúng kiểu dáng cổ điển ấy, thì đây là một cái cặp loa rất là chất phục vụ cho các bác. Hai cái mẫu sản phẩm này đều là những dòng loa trong cái phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình để các bác lựa chọn cho mình một cặp loa phù hợp. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đỉnh theo số đã trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm này thì cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bác về hai cặp loa trong video của trường ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ quay cho bác cặp loa Sun Sui trước. Thì cặp này là A căng Xuân Đỉnh đã tháo sẵn để bên ngoài. Đấy. Căng của dòng này thì rất là chất rồi. Đấy. Cái dòng Sun Sui 2005 này thì thiết kế của nó sẽ là bo cạnh một chút. Đấy. Nên nhìn cái loa nó theo dạng hơi Bombay, nó nhìn rất là lịch sự. Cấu hình của loa thì sử dụng là một bát 30, 2 trung 14 và 2 tép đôm ở chính giữa, 2 lỗ thông hơi. Đấy, cái này thì tùy theo các bác sử dụng, nhưng các bác có thể là nghe loa thùng kín thì các bác đậy cái lỗ thông hơi này lại. Đấy. Hoặc nghe loa thùng hở thì các bác mở nó ra. Thì đây là dành cho các bác nào mà hay hỏi là tại sao loa thùng kín hay là tại sao loa thùng hở, thì tất cả những cái dòng loa mà người ta đã thiết kế ra rồi thì kỹ sư người ta thiết kế người ta đã phải tính toán hết rồi, nên các bác không phải lăn tăn về cái vấn đề về thùng kín thùng hở làm gì cả, mà quan trọng nhất là mình có thích mua hay không thôi. Cặp Sun Sui 2005 này về trong tình trạng rất xuất sắc. Thùng gỗ nặng, chiều cao của nó là đạt 65, chiều ngang 41 và chiều sâu của nó là 30. Đây là phía đằng trước, đằng sau thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết một vòng, các bác có thể nhìn thấy rõ tổng quan loa rất là xuất sắc. Đấy. Cái này là cái vết băng dính thì khi họ đóng vận chuyển nó lột ra thì nó mất một tí sơn thì thôi, chứ nó không có bể nở gì cả. Đây là thông số cặp loa này, một bát 30 này, 5 này, 2 trung 12,5 chứ không phải 14 này, và 2 tép trở kháng 8 ohm công suất 50W. Đây là công suất đầu vào của những dòng âm ly ở những dòng loa thôi, còn công suất maximum của những cái dòng này thì nó rất là khỏe. Nên các bác cân tầm mình từng để cái công suất. Đây là công suất đầu vào thôi. Đây là hai tinh chỉnh trung tép này. Cặp loa này thì chơi rất tốt, phòng 30-40 mét vuông. Dòng này thì các bác nghe nhạc vàng, nhạc xưa. Đấy, thì rất là tuyệt vời, hình thức đẹp, sang trọng. Sun Sui SP2005. Những cái video ở đây thì Xuân Đỉnh thường quay trực tiếp. Chứ rất là nhiều các bác hay hỏi là phải chụp hình thì nó mới thực tế, nhưng chụp hình thì nó sẽ ảo hơn. Còn quay video như này nó mới là thực tế. Các bác có thể nhìn thấy rõ trong video. Nếu như mà Xuân Đỉnh tả không chuẩn thì Xuân Đỉnh sẽ không bán hàng. Cặp này thì Xuân Đỉnh đang bán với mức giá chỉ có 8.500.000 đồng. Sun Sui SP2005. Hàng bãi còn đẹp, loa này còn nguyên zin. Gân của nó là gân vải xếp tẩm dầu, nó còn mềm nhé. Bát 30, 2 lỗ tông hơi, 2 trung 12 và 2 tép. Thiết kế loa đẹp, sang trọng. Thùng vuông thành sắc cạnh, căng cước là còn đầy đủ và đẹp nên kem. Mức giá tiền thì khá là mềm mại, chỉ có 8.500.000. Dòng này thì rất dễ phối ghép và tiếng dòng này rất là hay. Và cái mức giá tiền này thì nó chưa bằng những cái cặp Pioneer 77 thường. Sun Sui SP2005 các bác nhỉ. Mức giá tiền là 8.500.000. Còn cặp số 2 phía đằng sau này là cặp Chiyo LS202. Những dòng này thì
cũng thỉnh thoảng mới về tại Xuân Đỉnh thôi. Đợt này thì cũng khá là hiếm về những dòng Chio 202 này. Chio 202 thì nó trang bị cấu hình loa kiểu dáng rất giống với những dòng JBL, một bát 25. Xương của nó là xương thép, đấy, gân vải xếp tẩm dầu, màng nó là màng giấy. Một chung đầu trục 10 và một tép giấy, hai tinh chỉnh chung tép. Loa này thì kích thước tổng quan chiều cao là 66, chiều ngang 35 và chiều sâu là 32. Loa nặng tầm khoảng hơn 20 cân một chiếc, lỗ thông hơi phía trước. Đấy, cái màu của nó nhìn rất giống như JB. Chất âm của dòng này thì cực kỳ là hay rồi. Đấy, dòng này thì không phải cá nhân Xuân Đỉnh bán mà rất là nhiều các bác review về những dòng loa sân xui 202 này. Hình thức thiết kế loa đẹp, còn thùng quách thì nó là đồ cũ thì nó vẫn có chảy xước, không thể tránh khỏi được. Quan trọng nhất là nó không có bị bể nở gì cả, không có ngập nước mà nó vẫn có chảy xước. Thì ở đây thì Xuân Đỉnh bán cho các bác là hàng còn nguyên bản. Model series của nó là 003. Chio 202 này thì có trở kháng là 8 ohm. Đấy, công suất của loa là 100W một loa. Dòng loa này thì nó cũng rất là đa năng, chơi được đa thể loại nhạc và chất âm của nó thì rất là tốt. Căng cước còn đầy đủ hết. Đây là chiếc còn lại. Cặp này thì cái tuyến loa nó còn rất là đẹp. Đây là cái thông số cặp loa này. Trở kháng 8 ohm, công suất maximum là 100W của loa. Series bên này là 00934. Cặp này thì Xuân Đỉnh hôm nay giao lưu với các bác mức giá thì cũng chỉ có 6 triệu đồng. Tuyến loa của dòng này thì còn rất là mới, các cái kiềng loa, kể cả loa tép, những cái kiềng loa tép này nó không có bị bay sơn gì cả. Chung đồng trục, bát 25, xương thép, một tép giấy, mức giá tiền là 6 triệu đồng. Dòng này thì rất dễ phối ghép, các bác ghép Xuân Đỉnh vào những dòng âm ly như Pioneer 7600, 7800, hoặc là những dòng âm ly đàn ông như ở đây Xuân Đỉnh đang ghép là 940. Các bác có thể ghép với đàn ông 940 hoặc là những dòng âm ly đàn ông 780D. Ngoài ra thì các bác ghép Xuân Đỉnh vào những dòng sân xui như 657X. Đấy, dòng X thì để ghép là rất là hợp, còn hay hơn X để cát rất là nhiều. Chio LS202 cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 6 triệu đồng. Mức giá bán không bao gồm phí ship. Đây là hai cặp loa mà Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết phục vụ cho các bác. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ alo cho Xuân Đỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.